Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào tất cả các bác. Hôm nay shop lại mang đến cho các bác một cái mẫu loa điều khiển từ xa. Hàng này thì loa nó kêu rất là to các bác nhé. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu, đây là cái vỏ bao bì của loa. Các bác có thể nhìn màu vỏ thì màu đỏ các bác nhé. Hàng này nó âm thanh rất là to. Thì em cũng xin giới thiệu luôn, đây là cái mẫu loa để các bác đi bẫy chim, điều khiển thì rất là xa và âm lượng cũng rất là to. Và nó cũng có nhiều cái tác dụng rất là chất lượng các bác nhé. Em sẽ khám phá cho các bác xem. Đây là cái mẫu vỏ bao bì là màu đỏ các bác nhé. Mẫu loa này thì để các bác bẫy chim, cuốc đa đa bìm bịp, cô gái đều được các bác nhé. Hàng này thì dùng rất là bền. Đây đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác, đây là phụ kiện đi gồm có này, một cái tai nghe mic nói. Cái này thì dành cho các bác, mình bắt các bác đi bẫy chim thì không cần dùng tới, có thể là để cho các cô giáo hay là hướng dẫn viên du lịch chơi dùng, còn anh em mình đi bẫy chim thì không cần dùng tới. Và đây là cái sạc của loa các bác nhé, sạc của loa, sạc từ nguồn điện, hết điện thì các bác sạc từ nguồn điện 220V ra. Đây là cái dây đeo các bác nhé. Đấy, và cái đầu mót này, đầu mót hoặc là các bác có thể gọi là cái điều khiển để chuyển bài, tiến bài và tạm dừng trên điều khiển từ xa các bác nhé. Đấy, và đây là em cũng xin giới thiệu luôn một cái tờ hướng dẫn thì bằng tiếng Trung này, các bác cũng không cần dùng tới. Và đây là cái túi đeo loa này, các bác có thể, đây là túi đeo loa này, nó vừa khít các bác nhé. Đấy, vừa khít này, là màu vàng di. Đấy, và đây là cái dây đeo này, để các bác đeo vào lên vai hay là đi vào rừng, xách vào rừng rất là tiện lợi. Nếu mà các bác không cần dùng tới loại lấy cái dây cái túi đeo này thì các bác có thể vào đây, các bác móc vào đây các bác nhé, móc vào hai bên này cũng được. Đấy, cái dây này đeo cũng được. Và đây là cái mẫu loa này, màu dàn di các bác nhé. Đấy, màu dàn di loa đứng này. Đấy, kích thước thì rất là to. Đấy, nó hàng này chất lượng âm thanh rất là to các bác nhé. Đây các bác có thể thông số của nó này. Đây mẫu thông số của nó này, 7,4V các bác nhé. Đấy, DC 10. Đấy, nên là hàng này cũng 48W các bác nhé, 10V. Đấy, hàng này âm lượng pin cũng rất là to. Và âm lượng của nó cũng rất to. Đây là hàng E388 các bác nhé. Đấy, mẫu loa màu dàn di. Trên này tất cả bàn phím trên này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, các bác có thể ấn số để chuyển bài hát. Ấn vào nút này thì chuyển bài các bác nhé. Đấy, ấn là chuyển bài này, lùi bài và tạm dừng này, siết tốp này. Đấy, nên là cũng rất dễ sử dụng thôi. Đấy, nên là các bác ấn ở đây, đây là cái màn hình nó hiện 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 bài lên đây này các bác nhé. Đây cắm thẻ nhớ thì các bác cắm vào đây, và trên này cắm USB, đấy cắm USB đây, và cái này cũng có đài FM các bác nhé, đầy đủ luôn. Đây các bác có thể sạc sạc pin vào đây. Nó có một cái nút con sáng đây, là các bác có thể cắm sạc, khi nào màu bóng này màu chuyển màu xanh thì là bóng sẽ là pin sẽ đầy các bác nhé. Đấy, đây là cái rút anten lên này. Đây, rút anten lên này. Rút anten này. Các bác khi kéo đi khiều điều khiển từ xa khoảng 100m trở lên bác phải rút anten lên, kể cả điều khiển vậy. Và đây này nó chỉ có một nút ở trên thôi các bác nhé, trên đỉnh loa này, mẫu loa đứng các bác nhé. Đây loa đứng hàng E388 các bác nhé. Đấy, mẫu loa đứng. Hàng này bẫy cô gái âm lượng cũng rất là to và rất là vang xa. Đấy, đây, bật lên thì nó có điện này các bác nhé. Đấy, nên là các bác mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo ba số điện thoại của shop các bác nhé. Để lấy số điện thoại các bác liên hệ trực tiếp theo ba số điện thoại của shop. Shop nhận ship hàng toàn quốc các bác nhé, gửi qua đường COD. Các bác kiểm tra kỹ rồi thanh toán cho nhân viên bưu điện. Trước khi thanh toán thì các bác cứ kiểm tra test thử, ok các bác mới phải thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện. Bên em thì bảo hành cho các bác 15 ngày đến 20 ngày các bác nhé. Trục trặc em sẽ đổi một lấy đột đổi một đổi cái mới cho các bác luôn. Các bác xem kỹ video và ủng hộ shop trong thời gian tới, và đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.